music in their pocket, for example. Quick access. Đây là chiếc X5, Nokia X5. Bàn phím Priority. Symbian. Kiểu dáng rất là ngắn, rất là cuộc. Rất phù hợp với lại giới trẻ. Camera 5 chấm. Cộng USB ở trên đỉnh máy. C3 is probably another very popular. Yeah. Tự động chuyển bài khi bạn xoay. Tự động thêm một hiệu ứng và sau đó chuyển bài khi bạn xoay trên mặt bàn. Rất là sau các bạn nghe đến cuối bài có tiếng chim hót và sẽ tự động đổi bài.